ra trường. Bây giờ Mina chuẩn bị ra trường. My baby girl graduate. Rồi, ngày hôm nay là Lina chung hết rồi, trời mưa gió nữa, đúng thật là kia là nhóm trước ra trường nó chia ra vì Covid. Đây là ra trường. Bây giờ Lina chuẩn bị ra trường. My baby girl graduate. My baby girl này. Chào cả nhà nha. Ngày hôm nay là ngày lễ em gái mình ra trường trung học cấp 3 nha các bạn, là lớp 12 đó. Thì ở đây mùa Covid thì người ta không có làm nguyên một khối lớp 12 như vậy, mà họ chia ra theo cái vần ABC. Thì cái last name của mình thì đây là cái nhóm của con gái mình nè. Thì... chia sẻ mùa ra trường của con gái mình nha. Thật là tội nghiệp. Hồi xưa ra trường rất là đông vui. Bây giờ ra trường thì coi như là không có được đi đông, mà nó chia ra từng nhóm. Đã vậy gặp chúng ngay cái tiểu bang của mình tối ngày mưa với gió. Cho nên bây giờ nó phải dựng lều lên. Tối mò chẳng thấy gì hết. Số con gái khổ. Thì nó chia ra mỗi gia đình. Chỉ có bà ngoại, coi như là chỉ có 4 người thôi. Đó. Đây là một chút chia sẻ để mọi người thấy ở nước Mỹ đang mùa dịch, ra trường của đứa con gái của mình. Đây là những người gia đình, mỗi người chia ra. Đó. Chỉ được bằng đó người thôi. Bây giờ đợi chút xíu coi ra trường như thế nào nha. Rồi mời các bạn tiếp tục. Đây là trường học, tên của trường học của con gái mình nha. Đó là Thomas Jefferson High School. Đây là cái chỗ mà để lãnh bằng này nha mọi người. Đây là cái bằng này. Đấy. Mưa gió cho nên nó trùng, bây giờ nó tối quá không có thấy. Có thấy. Bây giờ bắt đầu. Ba nói là coi như cái group này á, là may mắn là không có mưa. Bây giờ bắt đầu đi vô kìa. Bây giờ những đứa học sinh ra trường bắt đầu đi vô. Mỗi một lần chỉ được 30 mấy người thôi nha mọi người. Thì nó chia ra nguyên một ngày hôm nay. Người thấy đó. Charles Omosa.
Elier Palacios. Tối quá mọi người ơi. Yeah. Tối rồi thì trời nó âm u, mưa, ái gà đã. Jose Ordóñez. Đó là những tên của những người gia đình đó. Do it again. Yeah. One in a lifetime, right? Gotta do it. Yeah. Đó, đây là những người cầu võ cho gia đình, cổ võ cho những đứa con ra trường. Yeah. And finally, Lina Ramzan. Có tên giống con gái mình chưa, còn đứa nữa. Đây đứa cuối cùng nè. Người gì mà là đấy ta? Đó, đây họ đã đọc xong rồi đó. Bây giờ vỗ tay. Yeah. Đó. 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 Wow. Đó, buổi lễ đã xong rồi đó mọi người. Yeah. Seniors, on this, your graduation day, our spirit and love for you, our senior class, we can apply. Thank you all so much for joining us for today. I hope you enjoy the sunshine. The sunshine. Woo! Không nha, đó là một chút chia sẻ về ngày ra trường, mùa dịch, COVID đó. What a tough year, right? They made it, guys. They made it. Yep, yep. Thank you. Thank you. Bây giờ đi ra là gặp con gái nè. Here you go. Hey, thank you. Thank you. Đó là như vậy là cái học sinh ra là cùng gia đình ra luôn nha các bạn. Rất là hay. Nói chung là sắp xếp rất là chu đáo. Ra đúng lúc luôn. À, đây là bây giờ mọi người ra chụp hình là để cho gia đình nè mọi người. Đó, một chút chia sẻ mỗi người một nhóm nha. Bên nó không có cho chụp chung và không cho đứng. Đó, có người chỉ dẫn hết. Bây giờ gia đình mình sẽ đi qua đây. Túi. Cái túi ơi. Quay lại cái túi của mình nè. À, đây cái túi của mình đã trường nè. Lớn rồi. Giờ là, hồi xưa là thúi, bây giờ là vẫn thúi. Yes, that's right. Đông lắm các bạn. Nhiều, rất là nhiều xe cảnh sát. Đi theo sự chỉ dẫn của họ nha. Không có ai được đi lộn xộn đâu. Trời ơi, coi mang đồ kìa chùm, coi như không thấy mặt mũi luôn đó mọi người. Gia đình của họ nè. Congratulations. Thank you, congratulations. Yeah. Mỗi người một góc, mỗi người một nhóm. Vì cái mùa dịch này đâm ra nó khổ sở như vậy, xui xẻo. À, được ba bóng, cái bóng bóng làm bay mất một cái rồi. Đó, bay mất rồi mọi người. Đó, một đứa coi coi là cái gì đây. Để tặng cho đứa con gái nè. Ô trời ơi, tiền. Tiền. Nè, class of 2021. Yeah. Bây giờ ấy đưa cho con gái nè, đeo cho con gái kìa. Phu nhân đeo cho con gái đi. Đó, đổi gì nữa đây? Kéo đậu phụng nha. Đậu phụng là đậu phụng anh, nha, nó, cá nha. Anh nó đi lạc mất sao? Nè, yeah, đeo cho con gái nha, đó. Congratulations, baby girl. Đó, bây giờ này đeo nè. Wow. Ôi trời ơi. Đó. Cái gì nữa? Đó, ra trường nè, tặng bông cho con gái nè. Đó, hai mẹ con kìa. Hai mẹ con nè, đó, đẹp quá. Yeah. Bây giờ mình chụp với con gái thúi của mình nè, giờ nó lớn rồi. Đó, hồi xưa nó kêu thúi nó khóc. Bây giờ nó mình mà không kêu thúi nó khóc. À, say cheese. À, bà ngoại ra trường nha mọi người. Châu ra trường. À, bà ngoại ra trường á, bà ngoại ra trường á.
hai bà cháu ra trường á. Ok, congratulations. Làm gì? Mình ra trường nha mọi người. À, ra trường với em gái đây. Bây giờ hai cha con ra trường nè. Con á thì đi đường đời, cha đi đường gì? Elaine tặng Lina nè. Thank you, Elaine. Thank you. That's nice, huh?